Rồi, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh của Nguyễn Vũ Bằng nha. Thì hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một con máy vip nha anh em, giá cả hợp lý luôn. Trước mặt anh em đó là một con máy Thái 1747 đời 2021 nha, máy này nước nha anh em, máy này zin 90%. Rồi, bây giờ mời anh em xem chi tiết nha. Máy này dàn chân thì quá đẹp nha anh em, lăn hai bên là rin hết nha anh em. Em quay chi tiết từng cái con lăn cho anh em. Dàn chân còn lời quạt lắm nha anh em, quá đẹp. Máy này thì áo sóc còn đầy đủ nha anh em, áo win nói cho anh em. Máy này quá đẹp anh em ơi, bao cho anh em là không sơn dặm gì hết nha anh em. Bùn cuốn cũng còn quá đẹp này. Máy này thì đường bọc còn ok hết nha anh em, đường nào nó còn sạch nữa anh em nhìn. Máy này bảo dưỡng nhẹ là ga đồng như thế này. Máy này thì hộp số riêng nha anh em, hộp số riêng chưa đụng vào cái gì hết, bơm nó cũng còn nguyên luôn. À, anh em coi nè, cái này rửa nó còn hơi dơ thôi chứ chưa đụng vào gì hết nha anh em. Máy này quá đẹp anh em ơi. Bồn hứng cũng còn quá đẹp anh em. Cái con máy này thì nó máy vip nha anh em, nó hơi cao tí. Máy cao thì anh em bảo dưỡng ít nha anh em, bảo dưỡng tí ít thôi là ra đồng. À, anh em coi cái ống bô của nó nè, còn đen thui.
cơ thì còn sắc cáo anh em ơi, động cơ chữ Thái luôn nha anh em. Anh em muốn nghe tiếng động cơ hay hình ảnh cụ thể đó, anh em cứ alo cho em đi. Các bạn Zalo đi, em sẽ gửi cho anh em xem trực tiếp. Máy này không có gì để chơi đâu anh em ơi, tiền nào của đó, em cứ yên tâm nha. Dành chân tay của nó là nhìn còn quá đẹp anh em ơi, dành chân là không có sơn giọng gì hết nha anh em. Do là cái máy ăn cái đậu chỗ bị kẹt quá anh em ơi, em cũng không có chen chút để quay chi tiết cho anh em xem được nha. Anh em xem trực tiếp thì anh em cứ kết bạn Zalo alo cho em nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em xem clip của em nha anh em. Anh em ưng thì alo cho em liền nha anh em. Anh em xem thấy hay thì đăng ký kênh cho em nha anh em.